mẹ ơi lòng trẻ thiết tha, ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy, đạo tâm con nguyện hôm đi cao dời. Đạo nhân con nguyện đắp bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện tụng niệm sớm mi trưa, ăn năn đi sám hối tội xưa tiêu lần. Cầu xin đi các đi đấng hoàng ân, Chúa cha mẫu mẹ thân thần chứng tri. Cầu xin mẹ phụ quyền di lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày nay với tấm lòng thành cầu người cường bảo lòng lành sửa trần miền như thế trăng luôn. Cầu cho ba tánh rừng nhu tu hiền, mọi người gặp được thiện duyên cái tà quy chánh cõi thiên nước về. Bao nhiêu tội lỗi lầm lời Phật rõ ràng thành thì tâm y sáng ma hối tỏ vàng ước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen ước quyền. Càng ngày si tối đạo còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt như cùng nhiều. Mai nhờ con ngẫu cung diêu quay thần tam bảo đủ điều biến căn. Con nguyện giác ngộ ánh nắng ngày đêm cầu làm người không biết ở tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất khó. Khuyên ai chớ có đắn đo, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu con để giả riêng tay biết ngày
thượng hư không. Diêu trì kim mẫu từ tôn, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi tình chồng vợ cũng là nghĩa chồng. Khuyên cũng đừng yểm cũ kinh tân, vợ chồng phải phân phân. Chồng khuyên vợ già mười phần yên vui, đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn ngừa nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sợi đào với lời
Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật say. Đề đầu dòng
chữ từ bi. Tâm kia tính đi non sửa đi kịp giờ, sau này trở lại cung vi hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần thấy đời thành trị như đường yêu xưa, bây giờ tập xong đi muối cao dòi đạo đức để chừa tâm đi tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm cứ kinh kệ lần đàm thiện nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hàng lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin đi tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu, đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, cố tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúc sâu có vật chân ra. Chơi với trong bể ái hà, tử sanh sanh ý tử thật là uổng thay. Chỉ bằng kinh kệ ôm rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông, dù cho bão táp mưa phong kiếm tâm định đi tâm như không có gì. Thương con nhờ đức từ thương gì bởi sân si hại mình, trôi lăn trong kiếp khổ sinh nghiệp tan tan nghiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã giờ, còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra, bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tỉnh thì thương, đem lòng khuyên bảo vệ
Tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơ. Tham chi dục lạc trong đời là đường liên ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm được tu thân. Tu là báo bổ tư ân, quá hồng ấp lạnh sống thân tại tìm. Thuốc thang bồi bổ không quyên, sớm thăm y tối xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phần làm em lời trưởng quân, làm anh phải trọn nghĩa tình hết lòng, đồng mẹ bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trưởng tôn cầu cho cô bác đi đạo chết. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tâm cần niềm sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù, từ bi hỷ xả thầm thâm thấp lành. Tu sao một dạ chi thành, sắm mi tạc bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân thương ai giờ giờ chớ quên. Cầu xin mi tam bảo ơn trên, độ con trí tuệ lập nên đạo. Có người khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một dạ tương thân, kẻ giàu người có lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dồn, xê sáng cho lắm không bằng nam mô. Trang công cõi đỏ tam đồ, tâm làm bố thí lần vô ngừa thiền. Để rồi sớm tối cần hiểu thông kinh đi kệ kết duyên Phật nhà. Cầu xin từ phụ Thích Ca, đó người sáng hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương, soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ bội phần, hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành. Ai ai
lòng thành thở trời chính nghi Phật phát sanh Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng mà hối lần về cây xưa. Diệu kỳ mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa nước về. Kim giai con được hầu kề hầu cha hầu mẹ chăm bề nhàn thân, mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh quả lùi. Đã tu khuyên chớ dễ vui, gắn công thèn tâm lao chùi thân tâm, bỏ đi những sự Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng thinh thinh, làm sao tránh đi tội thiên đình quá gian. Bây giờ ta chịu cơ Phật pháp tai nạn sẽ qua, mong ai quy kính đi chánh đi tà, chọn đường chánh đi đạo đề mà tu tâm. Tu là biết trọng thánh đi thật, bà con cô bác nghĩa còn chi thân. Tu là làm phước làm nhân, giúp người là bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí vô tài, thiện lương ta giữ ngày ngày kể kinh. Là người mà sanh ta, Nam Mô Sao Chữ Di Đà, thường xuyên mà tống niệm, thân tâm an nhàn. Nhẹ đại tất đi đức tu thân ơi, bước đi mà lỡ
mong sao thó cầm ta bà về miền mà tất lạc Phật Đà thắng thôi. Khám chi trần hạ đu bơi tránh đi bài mà tránh lời để tránh lời lời ngọc châu tu hiền chúng con thân năng tâm hoằng pháp đến mọi nhà còn thương đời long hoa chỉ là con như Phật xin trời đất chứng y minh lòng kỳ ba thân cầu xin mẹ hiền điển phù tình thương để cảm ứng chứng minh tâm thành của cha lỗi lầm con đã tạo nương theo công đức này cùng điều tiêu hết nhờ mẹ thầy chỉ lối tâm ô sáng sáng liền con xin nguyện bốn miền thập phương trong bốn đào và vĩnh để gần xa gặp được Thượng trụ tam bảo nam mô bổn sư
thần khắp nơi. Con thề nguyện diệt để vui vào lòng. Pháp Phật sâu rộng mênh mông, con thề nguyện học cho không kiếp này. Vô đường đau lắm trong gian, con thề nguyện đạt như lai miệng tiền. Nam mô Tam Thiên Thánh Mẫu Di Đà Thế Tôn, cảm ơn chúng con A Di Đà Phật. Tâm thành hòa quyện lời kinh, ngày nay cần thế người hiền phát tài ăn tâm đi bộ kinh khuyên đời, khuyên đời tu niệm dòi cao lưu truyền ba tâm gần xa vô miền. Nghe kinh Phật mẫu hộ đạo người hiền biết tôn, lòng con tin đi tấn đi công phu, quyết lòng chẳng ở để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bờ điện nguyện trên hoàng mẫu chương toàn, cũng là chư vị thắng đi thần Phật tiên, chứng đi lòng Phật tử họ phán lan ánh tên gọi dậy thời ngày nay. Pháp danh đi tâm đi đức dậy thời, đồng chung đi mà pháp.
viên lập sân thiền rộng đài cao thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ đi tên vàng là trẻ hài nhi mẹ thương ghi ta cũng ghi đắp mồi Phật tử Phan Thị Lan Anh sinh năm 1953 pháp danh Tâm Đức hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tấm bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kavahulu Ave Honolulu để cầu nguyện gia đình hưng thịnh quyến thuộc tăng phước quảng viên tấn tài tấn lộc tấn bình an hồi hướng phước báo cho quý Phật tử sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh. Lời Phật rõ ràng thành thì tâm nghi sáng hối tỏ vàng nước lớn nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền càng ngày si tối đạo còn xin rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng hay đàn kẻ thơ bao năm con cùng giải khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt nơi cùng nhiều mai nhờ con ngạo cũng duyên quay thần tam bảo đủ điều kiện căn con nguyện giác ngộ ăn nắng ngày đêm cầu nguyện siêu băng cầu quyền
bao đàn tu nhân tất đi đức được lớn thiên đình. Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu từ tôn cảm ứng chứng minh a di đà phật. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi tình chồng vợ cũng là nghĩa chồng. Khuyên cũng đừng yểm cụ kinh y tân, vợ chồng phải phân phân. Chồng khuyên vợ già mười phần yên vui, đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc rồi mỗi người lẫn nhau
người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy không Phật rõ ràng tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giai, cần cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Hảo mình vui phương tiện bốn cái tội nuôi thức thầy, cầu xin chư Phật tự bi đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân, dù gặp tai họa thắm thần tu cho. Thấy đời mạt pháp không bị lo, không tu không sửa mãi lo làm già.
gặp lượng sóng đào vàng rồng bát miếng làm sao giữ con. Tôi lời nhắn nhủ bà con sớm diện cô bác gắn bòn phước đi, đêm ngày niệm chữ từ bi tâm kia tính đi non sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại hầu cha hồ mẹ còn chi vui mừng, xem rồi đại hội giữa lần thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong đi muối dưa cao dòi đạo đức để chừa tâm sắc phàm sớm cứ kinh kệ luận đàm thiên nhân, khuyên đừng tính đi thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách đi hoàn đức chi. Lòng mình đã chọn từ bi thấy sai sửa còn chi quý bằng, cầu xin đi tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề cố tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất càng lúc sâu khó vật chân ra, chơi với trong bể ái hà tử xanh xanh tử thật là uổng thay. Chỉ bằng kinh kệ hôm em lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông, dù cho bão táp mưa phong kiếm tâm định đi tắt như không có gì. Thương con nhờ đức từ thương gì bởi sân si hại mình, trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan tan hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành tráng tu. Ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như màu sáng ra,
dục lạc trong đời là đường liên ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân, quá hồng ấp lạnh sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ không quyên, sớm thăm đi tối duyên thường xuyên chớ rời. Bọc giữ gìn tâm ngôn, đó là đạo đức trường tồn. Cầu cho cô bác khi đạo chết tu hiền, ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tâm cảnh niềm. Thank you.
bỏ đi những sự sai lầm, năng hành bố thí diệu tâm pháp màu, tu hành Phật chẳng